chào tất cả 100 anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là Cáo đây. Và được rồi, đến với clip ngày hôm nay thì mình sẽ lại ăn chay nha anh em. Hôm nay mình sẽ nhảy vào kho quân sự, bởi vì cái đường bay đó ở ngay gần đây. Hy vọng là có người. Và hiện giờ là mình nhìn trên bầu trời và chả thấy một thằng cửa hó nào hết. Khoai nhỉ. Cũng khá là khoai nhỉ. Không thấy ai hết trơn ta. Chả lẽ lại một mình lút cái khu này. Ngọt sớt. Ok. Clip này thì mình sẽ 1v2 thôi. Chứ mình muốn 2v2 lắm nhưng mà điều kiện không cho phép. Phải nói là điều kiện không cho phép chứ không phải là mình không muốn. Thật sự là anh em có biết không, mình vào game mà ghép đơn ấy toàn bắn bot. Anh em hiểu tại sao không? Cái những cái người nào mới chơi ở bên server này người ta mới như kiểu ghép đơn ấy, một kiểu ghép vào team để chơi ấy. Còn lại những cái người khác ấy, người ta không bao giờ người ta ghép team luôn. Cho nên là một mình tìm cái một trận 1v2 rất là nhanh. Nhưng mà đến khi mà tìm cái trận 2v2 ấy, thật sự anh em ngồi chờ đến sáng mai không ra được clip cho anh em xem. Thật sự một câu. Vâng, giáp 3, mặt sớt. Giáp 3, mũ 1. Thế là ngon rồi. Lục shotgun nữa. Ngon lành liền. Bên server này người ta toàn chơi theo team thôi. Như kiểu người ta không dám đi đơn ấy. Thật sự rất là chán cái vụ đấy. Mình ghép 2 thì toàn vào ông bắn gà. Không bắn gà thì toàn vào mấy cái team như kiểu mấy ông như kiểu mới chơi ấy. Ghép toàn vào bot. Nên là không muốn đăng clip cho anh em xem luôn. Không phải không muốn mà không dám đăng ấy. Thật sự không dám đăng clip bắn bot cho anh em xem. Anh em lại chê, mệt lắm. Thôi thì mình đành ngậm ngùi chơi 1v2, càn quét bản đồ cho anh em vui. Gọi mình là gì nhỉ? Thằng mua vui à? Gọi thế cũng được. Cũng hay đấy chứ. Và được rồi, giờ mình sẽ loot nốt cái phần dưới này, sau đó là mình đi săn người nha anh em. Hết cái giờ văn vở rồi. Giờ là giờ đi tìm người để thông. À không phải thông mà là tìm người để giết. Thông thì nó hơi quá. Mình vẫn chưa tìm thấy cái đấy đâu anh em ạ. Hay lắm. Đấy, anh em có thể thấy là bắn người nó phải khác bọt ngay. Nhìn chữ đỏ nhảy như kiểu gì nhỉ? Như kiểu đèn đám cưới luôn. Đấy. Ok, sau khi loot xong khu này là mình sẽ té luôn nha. Mà trời đã, có cái khu này không được nổi cái mũ 3 à? Mũ 2 thôi. Đậu xanh. Không có nổi cái mũ 3 như. Rồi rồi. Ở đây mũ 3 đây. Rồi, vừa mất dứt mồm xong. Trời này top 1 rồi anh em ạ. Vừa dứt lời xong mà lại có cái đập vào mặt thì đúng là trận này trời phú rồi. Ok, bo về kho quân sự mà mình đã không mua hết đồ rồi. Mình sẽ chạy lên chỗ gần cổng trời nha anh em. Hay quá, nấm 3 luôn này. Anh em thấy cái nhiệm vụ thẻ vô cực lần này thế nào? Mình thấy nó khó vãi cả trưởng ra luôn. Đậu xanh nhà nó. Nhiệm vụ gì mà phải quân đoàn. Mà anh em biết đấy, bên server làm gì có quân đoàn. Mình nhìn cái nhiệm vụ chơi 30 trận tốc chiến bằng quân đoàn là mình đã thấy nản rồi. Không muốn chơi rồi. Sự này chắn bãi cả lều ra ấy. Ok, nói nhảm mấy giờ thì dân số đã giảm lên một nửa. Và mình vẫn chưa nhìn thấy bố con nào hết. Đậu xanh rau má. Mấy ông ơi, chết từ từ thôi. Để tôi ăn mạng với chứ. Làm gì mà chết ngay thế.
Ý, bom rơi, bom rơi. Ý. Chết bởi Red Zone là cái chết ngu người nhất anh em ạ. Đấy, con mình có nghe tiếng súng ở gần đây. Không biết là có người không. À đây, đây, đây. Vừa dứt mồm xong. Hello. Hello. Một thằng. Có cứu không? Đầy đủ. Thì ngu mất 62 máu rồi anh em ạ. Ô, nãy mình thấy có hai thằng mà nhỉ. Anh em này đúng không? Thấy một thằng núp với lại một ông này nữa. Đấy, biết ngay mà nói có sai đâu. Bạn gì ơi? Mình ở đây cơ mà. Đi đâu đấy bạn? Ok, mình sẽ vào con đằng này móc nha anh em. Đấy, mình nghe tiếng rút súng ở gần đây. Chắc là ông ấy lại lưu vào nhà thủ rồi. Hay quá. Rồi, một thằng. Rồi. Sấy phá mát tầm gần thì đừng có hỏi. Hay quá. Anh em nhìn thấy gì chưa? Anh em thấy khẩu AK chưa? Ngọt sớt ngay. Ok, giờ mình sẽ đổi cái này sang tiểu liên nha. Một, hai ông này không có tiểu liên. Ông này cầm UMP à? Thôi, mình sẽ không nút đâu. Mình sẽ ngó ông này xem. Cầm toàn súng chăn tèo tèo thế này thì chơi cái gì bạn ơi? Không ai có MP40 à? Trời ơi, đậu xanh. Nắm lúc mà mình đứng nốt đồ đây hay tìm súng xong rồi bị bắn chết. Thảm vãi anh em ạ. Cảm giác như không có cái chết nào nhục nhã hơn là tìm súng xong bị bắn chết đấy. Khốn nạn vãi trưởng luôn. Mình sẽ ngó vào đây tìm khẩu MP40 nha anh em. Không có súng tầm gần thì ai chơi đây? Hay là cầm nỏ? Thôi éo. Cầm nỏ là một cái gì thật là ngu người anh em. Thôi thì mình sẽ cầm cầm tạm thôi nhá. Mình sẽ cầm tạm UMP. Do là hết súng tiểu liên rồi. Đậu xanh. Ghét thế nhỉ? Úi rồi ôi, lại còn cái Red Zone nữa ạ. Mình thề với anh em, cứ mỗi lần mình chơi là một lần cái Red Zone nó lại thù mình. Kiểu như nó ghét mình hay sao ấy. Cứ mỗi lần mình đi đã bắt đầu lại cái Red Zone nó lại dơ ngay trước mặt, lại phải quay lại. Anh em xem clip của mình nhiều rồi thì biết. Đậu xanh. Vào mà Red Zone nó ngủ ngay trước mặt thôi. Nãy cũng vậy, nãy từ chạy khu quân sự sang cũng thế. Giờ cái mình cần chỉ là cái súng phóng lựu thôi. Thật sự là chả cần cái gì khác. Phóng lựu hay là súng tiểu liên MP40 cũng được. Mình nghe tiếng thính. Gần lắm anh em ạ. Thính rơi đâu vậy ba? Chạy đủ nó ngay. Quá, mình không chạy là mình đứng đây là thính rơi chết rồi đấy. Trời đất, lại còn hết sắp hết năng lượng lưu trữ nữa. Đấy, mình có quay một clip rồi nhưng mà clip đấy
mình ghép với lại một người nhưng mà người ta lại bắn bot. Kiểu bên server này người ta như kiểu chơi thấp thì người ta mới bắn VKM à? Nên không ta. Mình nghe có tiếng bước chân gần đây. Để vào trong nhà gấp. UAV à? Không có hải UAV. Lạ ha. Ok, mình sẽ vòng xuống đèo đá. Bo này về đèo đá hoặc của trời. Có thể là địch nó sẽ, nếu mà bo về đèo đá địch sẽ vòng về đây. Giờ mình sẽ lên chỗ trên này để cam nha anh em. Cam đồ thần trưởng. Mình nghe tiếng máy bay rất là gần. Kia có hai con xe túc túc, hai người à, mình sẽ té nhá, không thể nào 1v2 được. Ồ, hai thằng nút thính ạ, à, cạn lời, giờ nào nó còn nút thính. Gần bo cuối rồi mấy ba ơi. Nhân tiện hai thanh niên này lấy xe đức thính thì mình sẽ vòng về đây nhá. Không tí là cái bo lên trên kia xong là mình chạy là bị đâm chết ngay. Giờ ước ao nhặt khẩu phóng lựu thôi anh em ạ. Cầu được ước thấy là mình sẽ được cái top 1 ngay thôi mà. Không biết là con nào có phóng lựu không. Không có phóng lựu xem nào. Mình sẽ chạy vòng như chỗ này. Trên kia lại còn có người ạ. Mình sẽ vòng ra đường xa nha anh em. Không thể nào đâm thẳng được. Đâm thẳng ô tô đó nhìn thấy nó hút một phát thì nó sọ ngay. Bây giờ mình nghe rất nhiều cái thính nó rơi trên đầu mà vẫn chưa nhìn thấy cái hay lắm. Sao mà chưa nhìn thấy mình à? Ok, mình sẽ vòng lên cái nhà này thủ nhá. Vâng ạ, lại bị dung lượng không đủ. Cũng là mình quay clip mà nó bắt đầu lại thì... Đấy, trong máy mình có một clip sẵn rồi. Nhưng mà mình muốn quay thêm cái nữa. Ở sát bo. Có chạy lên không? Xe. Nào vừa bắn rát quá anh em ạ. Bắn AVKM. Từ thôi men.
hai thanh niên nha. Làm gì mà gắt thế man. Từ hạ xuống trường mình phải xuống ngó tí anh em ạ. Trời ơi gãy tôi rồi. Hy vọng là cái sát này có đã xuống trường. Đã xuống trường, đã xuống trường. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Bó lên cổng trời để mình ghét nhất thôi anh em ạ. Từ mình sẽ vào ngang này nha. Không thể nào không trực diện được. Giờ bo lên cổng trời là mình ghét lắm luôn ấy. Từ từ. Thằng em mình đang bị giục cất quần áo. Thế là nó là khoai nhỉ. Có cái nhà trong bo này. Chắc hơn thì mình thủ gốc cây cho anh em. Mình đang nghĩ nó ở trên nhà này. Hoặc là bất kỳ cái nhà nào đấy ở trên chỗ này. Bạn ơi mình ở đây này. Mình còn hết súng bắn gần nữa anh em ạ. Khoai thế nhỉ. Thằng kia bị hạ. Mày quá. Rồi rồi. Đấy là clip mình dừng lại đây nhá. Anh em thấy hay thì đừng quên like, chia sẻ, subscribe cho mình nha. Bye bye.